đi để chuyện chuột nó lên ở. Còn dốc chân chuột không? Chân chuột. Đây chứ là để thời gian nó cắn nó đấy. Bây giờ Thank you.
Về sớm thì nghỉ biết bữa đi ăn Tết chưa? Nhưng mà chế chả có được nghỉ quay đâu. Đầu cọm lưng đi. Nước và chứ chưa nấu nồi cũng rộng. Nhúng lại. Ok.